Chào cả nhà, mình là Phong, chuyên phân phối đất nền tái định cư BKMS chân thành Bình Phước. Hiện tại Phong đang đứng ở trục đường D3 giao với trục đường D1 của khu công nghiệp BKMS giai đoạn 2. Phía trước mặt Phong là siêu thị Hai Thành như cả nhà. Hiện tại là siêu thị vẫn đang xây dựng nha. Như cả nhà nhìn thấy là công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Và hiện tại là bên Phong đang có hai lô đất liền kề, view dãy nhà phố thương mại trên trục đường D1 và cách siêu thị Hai Thành chỉ 120m, đất diện tích là 5x30m, đất thổ cư 100%. Mặt tiền đường nhựa 16m mà giá chỉ có 7,8 triệu trên mét vuông. Đây, từ vị trí lô đất của Phong, cách quốc lộ 14 phía trước chỉ 300m nha cả nhà. Đây, như cả nhà thấy là dân cư xung quanh là đông đúc nha, trên mặt tiền quốc lộ 14. Vị trí hai lô đất di chuyển ở chợ Minh Thành, ủy ban nhân phường Minh Thành chỉ có 350m. Đây là vị trí cực kỳ tiềm năng luôn nha cả nhà. Cả nhà hãy nhanh tay liên hệ cho Phong để mua đầu tư ngay nha.